Hãy ăn mừng thành công từ những việc nhỏ nhất. Hai từ mà bạn thường hay quên nhất đó là công nhận và biết ơn bản thân mình. Thành công mà không được công nhận đó là sự thất bại. Bạn thường công nhận tài năng và thành công của người khác mà quên công nhận cái tài năng của bản thân mình. Bạn thường ngưỡng mộ người khác mà quên ngưỡng mộ chính mình. Bạn cứ nghĩ là họ giỏi hơn mình mà quên là xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau, nỗ lực của mỗi người cũng khác nhau. Và có một câu nói rất hay trong cái cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh của Robin Sharma, đó là người thành công nghĩ rằng mình phải làm những cái thứ nhỏ nhất, do vậy họ là họ đã thành công. Còn người thất bại thì nghĩ rằng mình phải làm những cái gì đó lớn lao để rồi làm không được, để rồi không ghi nhận hoặc là không công nhận cái thành công của chính mình. Bỏ quên cái công thức công nhận và biết ơn mỗi ngày. Chúng ta hãy nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều là hiển nhiên. Tại sao chúng ta phải biết ơn? Sức khỏe ta của ta có ngày hôm nay vì ta còn trẻ. Bữa cơm ngày hôm nay mà ta ăn là hiển nhiên, mà quên mất cái công người nuôi, người trồng, người nấu cơm, người gieo hạt, người tạo ra những cái đồ vật, vật dụng mà ta sở hữu nó. Nếu bạn tập nhìn sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy không có điều gì là hiển nhiên cả. Tất cả đều phải có một ai đó tạo ra. Hạnh phúc đơn giản chỉ cần ghi nhận là hai từ: cảm ơn. Ghi nhận những gì ta đang làm và biết ơn những gì ta đang có. Bạn chưa từng công nhận thành công hoặc là trân trọng tài năng hay là công nhận cái thành công nhỏ nhất của mình. Bạn luôn kêu ca phàn nàn là tôi làm việc này không giỏi, tôi làm việc kia không tốt. Hãy ngừng ngay cái việc than vãn và chỉ trích bản thân nhé. Vì bạn là người khiến bản thân bạn bị tổn thương. Hãy ngừng ngay việc đó đi và hãy làm theo lý nha. Đặt tay lên trái tim và nói: tôi yêu bạn, tôi xin lỗi bạn. Vì thời gian qua tôi đã chưa từng ghi nhận, chưa từng động viên và khích lệ bạn. Bạn hãy tha thứ cho tôi. Vì thời gian qua tôi khiến bạn chưa có vui. Biết ơn bạn đã luôn ở bên cạnh tôi để luôn giúp cho tôi thành công và trở thành người có giá trị. Hãy lặp đi lặp lại những câu này mỗi ngày và lan tỏa video này đến với nhiều người, giúp cho nhiều người xung quanh biết yêu thương chính bản thân mình. Và hãy ăn mừng thành công của mình mỗi ngày nhé. Mỗi cái thành công nhỏ, tuy rằng nó rất nhỏ, nhưng mà bạn ăn mừng thành công thì thành công nó sẽ nối tiếp thành công. Từ thành công nhỏ nó sẽ giúp cho bạn có thành công lớn. Chúc các bạn thành công, đại thành công nhé. Cảm ơn các bạn.